chào anh em, đây là cái mẫu sneaker X của Cooler Master ha, cũng là một trong ba cái sản phẩm đặc biệt mà Cooler Master họ ra mắt ở kỳ Gomotech 2023 năm nay. Cái hệ thống máy tính này nó chưa có một cái cấu hình cụ thể và Cooler Master họ cũng chưa có cung cấp luôn. Chỉ biết được là cái kích thước của nó như anh em thấy đó là chiều dài là 650mm, chiều cao là 651 và bề ngang nó là 306mm, thì nó khá là lớn. Phiên bản giống như là một cái phiên bản dài thể thao của người khổng lồ như vậy. Trên đây thì Cooler Master họ trang bị cái quạt Master Fan MF120 Halo. Trong hệ thống máy tính này á thì Cooler Master họ sử dụng cái mainboard là cỡ mini ETX và có khả năng hỗ trợ cả màn hình kích thước rất là lớn và cả một cái red 360mm luôn. Và trong này thì họ sẽ sử dụng là Master Lý Khuyệt BL360 Plus. Đây cũng là một cái sản phẩm mà mình đã trên tay ở Tinh Tế rồi. Bộ nguồn thì là V850, bộ nguồn là chuẩn SFX, một nguồn nhỏ, kích thước nhỏ cho những cái thùng máy gọn. Tuy nhiên là cái kích thước tổng quan của cái chiếc dài này nó không nhỏ chút nào cả. Bộ nhớ trong có thể là lên tới 64GB. Và như mình nói đó là cái cỡ của card màn hình á thì có thể khá là lớn, đó là chiều dài tới 304mm.